Are you real mermaid? This is a true mermaid now. Wow. One more round. Bạn có thể coi. Đẹp lắm. Bây giờ bạn người cá Noemi bơi quá đẹp rồi các bạn ơi. Rồi kết hợp dùng tay thử coi kéo nước, vuốt nước sao đẹp không? Your hand. Rồi bây giờ lượn sóng thôi, không dùng tay, lượn sóng giống như Noemi thử coi. Bạn này lặn tốt lắm đó. Bây giờ bạn này là ai đây? Eva. Eva, rồi giới thiệu bạn đi. Bạn 8 tuổi. What's your name? Eva. Where are you from? France. All of you are from France too? Okay. Have you ever tried swimming mermaid before? A little bit. You have mermaid tail yet? No. Okay. I will help you be mermaid today, okay? Here's my mermaid tail. You want to try? Okay. Rồi bây giờ bạn nào hướng dẫn bạn ấy mặc đuôi cá đi. Tương cần mấy em hỗ trợ cho bạn. Đầu tiên làm sao? Hướng dẫn phải đúng nha. Tập lại cái bài lặn xuống. Bài này làm tốt rồi nè. Còn em á, thở nhẹ ra bằng mũi, lặn chìm xuống đáy, rồi nín thở. Kỳ này đếm tới 5 cho Tion nha, rồi mới được thở ra nổi lên nha. Vậy thôi. Không, chị nghĩ chắc mấy cái quần ga mà chị mang cái chân thôi. Sử dụng monofin thôi được không? Chứ mặt bơi đâu được đâu đúng không? Thôi cài luôn đi. Vậy luôn đi. Đây, vậy đi.